Đỗ Dũng xin chào khán giả người Việt TV. Sau đây là những tin đáng chú ý trong ngày. FBI điều tra các vụ ngân hàng Mỹ bị tin tặc tấn công. ISIS loan báo cuộc xử tử tập thể. Và tài tử Angela Jolie và tài tử Brad Pitt làm đám cưới ở Pháp. Sau đây là phần tin chi tiết. Cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI hôm thứ Tư cho hay đang cộng tác với sở mật vụ để xác định tầm mức của các vụ tấn công của tin tặc nhắm vào các cơ sở tài chính Mỹ thời gian gần đây. Một bản tin của Bloomberg hôm thứ Tư nói rằng FBI đang điều tra một vụ, theo đó các tin tặc Nga tấn công hệ thống tài chính Mỹ hồi tháng này, có thể để trả đũa việc chính quyền Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga. Cuộc tấn công khiến một số dữ kiện quan trọng bị lấy cắp. Bloomberg trích thuật phát biểu của một số chuyên gia an ninh mạng cho hay cuộc tấn công có vẻ vượt xa khả năng của các thành phần tin tặc tội phạm bình thường. Tờ báo New York Times trích thuật tin từ giới chức thông thạo cho hay công ty JP Morgan Chase và ít nhất 4 công ty tài chính khác đã bị tấn công hồi tháng này qua các cuộc xâm nhập có phối hợp khiến một số lượng lớn dữ kiện, kể cả của các chương mục chi tiêu và chương mục tiết kiệm bị lấy đi. Phát ngôn viên JP Morgan bà Trish Wessler nói rằng các công ty lớn bị tấn công hầu như mỗi ngày. Chúng tôi có nhiều vòng rào phòng thủ để chống lại các mối đe dọa và thường xuyên theo dõi mức độ gian lận. Tờ Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin riêng cho hay các cuộc tấn công vừa qua là sự xâm nhập lớn vào hệ thống an ninh điện toán của các công ty. JP Morgan là ngân hàng lớn nhất nước Mỹ nếu tính theo tài sản. Cơ quan FBI nói rằng việc chống lại đe dọa điện toán và các hành vi tấn công là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Mỹ, đồng thời cũng cho hay đang thường xuyên cộng tác chặt chẽ với các công ty để chống tấn công mạng. Tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS loan báo họ vừa xử tử ít nhất 250 binh sĩ Syria vào hôm thứ Tư tại một căn cứ không quân ở Raqqa thuộc phía tây bắc Syria. ISIS cũng nhận đã giết tổng cộng 600 quân chính phủ trong trận đánh chiếm căn cứ không quân Tapa tính từ ngày 19 tháng 8. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria đồng thời báo cáo có 200 lính Syria và 346 quân ISIS bỏ mình trong trận đánh giành căn cứ không quân. Ngoài ra có thêm hàng trăm người khác bị thương. ISIS cũng khoe một đoạn video cho thấy binh sĩ Syria mặc đồ lót bị bắt đi tuần hành băng qua sa mạc. Một video khác do các nhà vận động cho Syria đưa ra cho thấy các thi thể nằm xếp lớp trên mặt đất. Sau đó, ISIS tung lên mạng một đoạn video, trong đó các binh sĩ Peshmerga bị bắt trên người mặc bộ đồ màu cam giống như hai phóng viên Mỹ James Foley và Stephen Sotlock mặc trong các video khác trước đây. Peshmerga là lực lượng võ trang của sắc dân Kurd ở Iraq. Trong hình ảnh này, ba người đàn ông bịt mặt có vẻ như cắt đầu một người mặc đồ màu cam trước một nhà thờ Hồi giáo ở Mosul. Trong cuốn video có nhan đề một thông điệp bằng máu gửi đến các lãnh đạo của Liên minh Mỹ-Kurd, ISIS đòi hỏi chính quyền Kurd phải rút lực lượng ra khỏi vùng giao tranh. Các video được tung ra vào lúc có thêm những cuộc giao tranh giữa các lực lượng của ISIS và người Kurd ở gần đập Mosul của Iraq và các giếng dầu đang bị đốt cháy gần thành phố chiến lược Yuma của Iraq. Hai tài tử Angela Jolie và Brad Pitt vừa làm đám cưới hôm thứ Bảy tại ngôi làng Corrèze ở Pháp, theo phát ngôn viên của hai người này hôm thứ Năm. Jolie và Pitt đến một nhà thờ nhỏ và có buổi lễ riêng tư, chỉ có sự tham dự của gia đình và một số bạn bè. Trước đó, Pitt và Jolie đã làm giấy hôn thú trước mặt một thẩm phán ở California. Người này cũng chủ tọa buổi lễ ở Pháp. Các con của Jolie và Pitt cũng có vai trò quan trọng trong lễ cưới. Jolie tiến vào nơi hành lễ với hai con trai lớn là Maddox và Pax đi hai bên. Zahara và Vivian ném các cánh hoa, trong khi Silop và Knox có nhiệm vụ mang hộp đựng nhẫn. Đám cưới của Jolie và Pitt diễn ra sau nhiều năm có các đồn đãi về việc khi nào họ sẽ chính thức lấy nhau. Pitt từng nói rằng anh không muốn lập gia đình cho tới khi hôn nhân đồng tính được công nhận. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, cả hai người đều nói rằng muốn chính thức kết hôn. Họ đính hôn vào đầu năm 2012 sau khi sống chung được khoảng 7 năm. Hai người có 6 người con, kể cả 3 người con nuôi là Maddox gốc Cambodia 13 tuổi, Pax 10 tuổi gốc Việt Nam và Zahara 9 tuổi gốc Ethiopia. 3 người con chung của họ là Silo 8 tuổi và cặp sinh đôi Knox và Vivian 6 tuổi. Đây là lần thành hôn thứ nhì của Pitt, người từng lấy Jennifer Aniston năm 2000 và ly dị năm 2005. Jolie trước đây lập gia đình với tài tử Anh Johnny Lee Miller trong 3 năm hồi thập niên 1990 và sau đó với Billy Bob Thornton trong 3 năm trước khi ly dị năm 2003. Trên phương diện nghề nghiệp, cả hai đều đang rất bận rộn. Cuốn phim thứ nhì do Jolie đạo diễn mang tên Unbroken sẽ được đưa ra vào tháng 12, trong khi cuốn phim Fury về đệ nhị thế chiến do Pitt thủ diễn sẽ được trình chiếu ngày 17 tháng 10 tới đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi phần tin Người Việt TV hôm nay. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.
Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.